chào khách hàng đang xem màn nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc khách hàng ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì một ngày nữa mình đã trôi qua, quý vị, mình bước sang cái ngày mới nữa, cứ thế mà mình đi tiếp ha. Do thì tài lập hôm qua Nhân có đến cái miếu bà Vũ Chiếu Thánh Mẫu, thì Nhân có xin cho quý vị cái lọc cái tài là 07 giật 70 quý vị. Thứ ba linh thiêng quý vị, trời ơi ba miền luôn, không có một lô luôn quý vị ơi. Buồn quá quý vị ơi. Thôi buồn gì, một ngày cũng khép lại rồi, mình bật bước sang cái ngày mới nữa, số mà không. Thì ngày về ngày khác quý vị đó, cũng như ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, thì thôi quý vị cũng đừng buồn. Tối nay dàn đường xã xa xôi đột nhập vô cái ngôi nhà quan này, thì quý vị biết ở đây ở phía sau có một cái hai ông tài dương địa dương rất là linh thiêng. Cũng đã lâu lắm rồi Nhân không có trả lời đây, thì Nhân nhận được rất là nhiều tin nhắn cũng như những cú điện thoại của một số anh chị bảo Nhân tối nay quay trở lại cái ngôi nhà này có hai ông tài dương địa dương đó xin. Thì các ngài ở đây cũng linh thiêng lắm quý vị, cái ngôi nhà này cũng linh lắm nha. Đó, xin cho quý vị cái lòng cái tài ngày mai quý vị tham khảo là ngày 22 tháng 11 năm 2022. Thì miền Nam của mình ngày mai có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quý vị, miền Trung đêm thì có miền Bắc. Thì hai ông tài dương địa dương ở đây nói chung là rất là linh thiêng quý vị. Tài là của các ngài cho là không ai miền Nam mình quan miền Trung, không ai miền Trung thì mình quan miền Bắc. Đó, thì thôi ha. Quý vị cũng đừng có buồn. Số mà, ngày về ngày khác quý vị ơi. Rồi thì bây giờ Nhân đến đây thì Nhân thỉnh trái cây tươi, phải không? Đường xa xa xôi quá quý vị, bữa nay quý vị nhìn thấy Nhân là hên lắm rồi, tưởng đâu hôm qua là tử vong trưởng quý vị vô trong cái khu vườn đó. Cái mặt Nhân nó bị cái gì không biết, về tối nó sưng lên nhất quý vị. Nhân mua thuốc ăn uống giờ cũng đã đỡ rồi, thấy không? Nhìn kỹ kỹ lại thì cũng giống bình minh lắm chứ quý vị, trời ơi giỡn chơi vậy. Giờ tiếng giọng trong cái gì không? Thì nói chung thì cái ngôi nhà này thì nói chung là quý vị cũng biết rồi ha. Nhân cũng đã ghi quý vị xem hết rồi. Ở đây có cặp vợ chồng quý vị bùng chuyện gia đình của nguyên sinh mà vô trong cái nhà này quý vị mà đi không để ý nữa ha, thì thôi cứ chó đầy hết quý vị, đạp lên thì thôi thúi quắc luôn. Đó, chưa gì chân thấy bãi rồi đó, thôi đừng quay. Trời ơi, cứ chó mà quay cái gì thiệt tình chứ. Đây quý vị thấy thì ở trong đây nói chung thì người ta có thấy một con chó quý vị. Cái điều đặc biệt là người ta chỉ nhìn thấy ban đêm thôi, ban ngày thì không có thấy quý vị. Thấy ghê vậy đó, biết ghê vậy chứ. Đó, rồi một bác Nhân sinh ngoài phía sau quý vị, ở ngoài sau này là quý vị vô coi đây. Đây cái gì nước để không người ta có cái trứng để đây quý vị. Cái trứng này chắc lâu lắm rồi, Nhân đến sinh nè ngày 15 tháng 11 quý vị, bữa nay là 20 mấy rồi, cũng gần hơn nửa tháng rồi. Nhân có đến đây nè, Nhân có sinh con 03 nè, tần rồi hay gì tần trước nữa quý vị, thấy không? À, tần rồi đúng rồi, Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu bữa nay cũng vậy nè, một tần luôn, đúng một tần, à đúng một tần. Nhân sinh được con 03 quý vị. Thì hôm bữa cái lọc này hình như là mình ăn quý vị, mình ăn được con 03 hai phát luôn đó. Thì Nhân chưa có trả lễ quý vị, nay đến Nhân quên. Hôm nay về đây thì gặp con 03 Nhân mới nhớ quý vị, hồi từng rồi Nhân có đến đây xin được con 03 đó vào ngày 15 tháng 11 nè, mà bây giờ đúng một tuần luôn, khiến sao bữa nay quay lại quý vị. Thì có khi nào ngày mai nổ con 03 nghe cái đầu không, tới cùng chuyện luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Rồi thì cái trứng này lâu rồi, mình bỏ đi quý vị, bỏ đi. Rồi thì nói chung thì số mà, thì anh chị em nào không thích những cái con số ha, Nhân sinh ở trên kênh, thì quý vị cứ việc ha mạnh dạn tập trung nhắn tin các bạn trên cái số Zalo của Nhân. Thì hôm nay cái số Zalo của Nhân, Nhân xin tổ bàn cho được con 82 ăn Nam Bắc luôn, về 382 miền Bắc luôn đó. Trên Zalo hôm nay được gỡ, Nhân cũng xin chúc mừng ha. Đó rồi thì số Zalo thì Nhân nói rất là nhiều lần, anh chị em đừng hỏi Nhân có thu phí hay không, thì Nhân tặng miễn phí, anh chị phát tâm phát nguyện trả lễ thì tùy tâm của anh chị, Nhân không có đòi hỏi ha, đừng có hỏi Nhân thu phí hay không ha. Thì những cái người nào mà mình
tặng tài, tặng lộc, ban lộc, ban tài cho, mà gửi số cho và thu phí. Nhân nói nhiều lần những thành phần đó đều là lừa đảo không ha. Rồi thì Nhân chỉ nói như thôi, Nhân cũng không muốn đụng chạm đến này đó, thấy không? Anh chị tin tưởng tôi thì nhắn tin xin thì tôi gửi tặng cho, còn tham khảo hay không thì tùy quý vị có lộc có tài phát tâm, thấy không? Nhan đề tùy tâm. Rồi nói nhiều quá thì có một số bà kiếm thì nói tôi hay nói nhiều, nhưng mà thật sự là tôi cũng nói nhiều thiệt. Rồi thì bây giờ Nhân xin tỉnh độ lên quý vị. Cầu xin quý vị thần linh ở đây cảm ứng chứng minh ban cho cái lộc cái tài ngày mai được trở ra. Hai ông tài diện dị dụng đầy linh lắm nha quý vị. À đây, đúng 100 luôn quý vị, quay trở lại đây. Rồi thì một lần nữa xin chúc mừng ha, anh chị em của bác nào trên Zalo của Nhân hôm nay được giải bình an Nam Bắc ha, 182 đó. Để nế quần quần quý vị, chứ để che các ngài lại cũng không được. Đó, quý vị thấy gì trái cây không? Ây da, quá trời quá cái gì á. Ây, rồi, để nhìn cái này ha. Muốn chặt được một dĩa trái cây như thế này thì phải qua một cái quá trình nữa quý vị, tu luyện đó, mới chặt được nha, nó không bị rớt quý vị đó. Người bình thường là chặt là không phải muốn chặt được là được đâu, trời ơi phải giỡn đâu thiệt ha. Ai trời, dùm gót rượu vô quý vị. Rồi cả quý vị cùng nhau làm cái lễ để nhân cầu ha. Giờ một lát tối nay ha, xong cái cung này Nhân sẽ đột nhập vô cái khu nhị tỳ quý vị, xin vong linh chiến sĩ trong đây. Hôm qua thì mình cũng ăn được nhân phát trực tiếp đó, mình ăn được con 50 đó, thì con 01 thì về con số 10 luôn quý vị, về cái đầu cái đuôi luôn, ghê thiệt. Trời ơi. Rồi thì số mà ai hợp cái cung nào mình lấy cung đó ha. Giờ tất cả quý vị cùng nhau khẳng với nhau, Nam Mô A Di Đà Phật, cung kính lạy chư vị thần linh cai quản tại đất này, cùng vong linh của bác ông bà chiến sĩ chặn vong nơi đây, già trẻ lớn bé, trai gái, chích quan chích ức chích tích tích tự, con không biết tuổi biết tên. Hôm nay thiện nam tính chủ con đường xã xa xôi quay trở lại đây, cầu xin chư vị thần linh ông tài dương địa dương ban phước ban lộc ban tài ban cho con số đúng ngày đúng tháng đúng năm, con lộc có tài con quay trở lại đây, con trả lễ nằm nén hương đã thắp đèn đã sáng dù đã gót, kính thỉnh chư vị thần linh vong linh của bác ông bà ngụ tại trong ngôi nhà quan này xuôi chân là bước về đây thụ hưởng trái cây tươi bánh dĩ tiền muối gạo, có cái chi các ngài về nhận dùm cho con. Cầu xin cảm ứng chứng minh gia hộ được trì cho cái lần hành kính của thiện nam tính chủ con tối đêm nay, xin được cái lộc cầu được cái tài đúng ngày đúng giờ đúng tháng đúng năm, để con cứu nhân độ thế giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì nhà quan quý vị, cái chỗ này thì đến đây muốn có lộc á thì Nhân phải thỉnh ba ly rượu, Nhân mời quý vị các ngài mới ban tài ban lộc cho không? Đó. Thì ly đầu tiên con kính thỉnh chư vị tài dương địa dương đang ngồi tại đây có sự hiện diện ở đây về đây ha, con mời các ngài một ly rượu. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi áo đắng. Rồi đi thứ hai vô đây nè, phải uống ba ly rượu mới có lộc quý vị ơi, quý vị không tin ngày mai nè bể thầu. Trời ơi, ly thứ hai Nhân mời vong linh ông bà của bác chiến sĩ chặn vong nơi đây cũng như hương linh của hai vợ chồng ở đây quý vị về đây thụ hưởng ha, mời một ly rượu. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi
Gụn gì mà đắng dữ vậy? À, người xưa có câu nói như gì quý vị, một ly mà nhâm nhi mà tình bạn, mà hai ly rồi uống cạn tình sầu, rồi ba ly rồi ngồi đâu cười gục luôn rồi đó, bốn ly rồi đi về luôn quý vị. Thôi uống ba ly rồi, bốn ly là đi về luôn đó quý vị. Rồi ly thứ ba, nhân xin mời các vị thầy tổ của nhân ha, Phật tổ Phật thầy chứ vị thần linh năm non bảy núi 36 vị tụ lực toàn tụ bảy cùng ông tổ đề luôn về đây. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi. Rồi. Ai ai. Đi chung với đệ của nhân quý vị. Dạ. Ai ơi, tôi uống ba ly rượu mà anh ngồi, tôi ngồi ở đây tôi muốn chào luôn mà anh ngồi anh nhăn mặt anh. Anh méo miệng quý vị. Mỗi lần anh thấy tôi uống rượu vô là anh mệt rồi đó. À, anh mệt anh rồi đó. Rồi đựng thuốc ha. Cái bữa nay con số 10 quý vị, con biết con số 10 đó là cách một bữa trước nhân sinh ở bà cố tổ đó quý vị, kỳ cơm nhớ không? Nhân sinh trên điếu thuốc đó quý vị, con số 10 đó, rồi cây sâm con 11 đó. Cách con bữa một bữa nay về ngay cái đầu ngay cái đuôi luôn quý vị. Trời ơi, chắc tại bà giật không có kịp đó quý vị. Ghê thiệt. Ở trong cái ba cái ngôi mộ đó quý vị còn nhớ không? Trong nhà mộ đó bà cố tổ kỵ cơm đó. Rồi nội tổ ngoại tổ gì đó tùm lum hết quý vị nhớ không? Chỗ đó linh lắm đó quý vị. Tại ông bà người ta sắp không kịp thôi chứ. Cái chỗ đó là có người đến người ta sinh ra đầu ra đuôi luôn đó. Đó, tôi đâu có tin bây giờ đó, mấy cách có ngày. Về ngay cái đầu cái đuôi luôn, số 10 luôn đúng không? Đó. Mày ơi. Thì bữa trước mình vô đó mình sinh nha, trên yếu thuốc số 10 chứ đâu. Đúng không? Mới có một bữa một cách ngày một chứ nhiêu. Mày ơi, để ngay cái đầu cái đuôi luôn. Đó, số tâm linh là như thế. Rồi bữa nay cũng có một người chị, nói chung thì cũng có quấn cái lọc ở trong cái khu vườn. Hôm qua tôi bị xém nó nhập xác quý vị, xém mất mạng đó rồi. Tôi sinh con 501 đó, tôi lấy con 50 với con 01 cái lọc nhỏ. Thì chị cũng lánh lặt lại con 01 số 10, lụm luôn số 10 cái đầu cái đuôi luôn. Trời ơi, hay thiệt. Công nhận bà chị đó, bà hay thiệt quý vị, ghê thiệt chứ. Thôi, hay gì. Ai có lọc ở đâu cũng một con số tôi xin thấy không? Cũng có người có lọc, có người không đó là như thế. Đó. Thì theo mỗi người cách chơi khác nhau quý vị ơi, không có biết được. Số Zalo cũng vậy, tôi kêu tập trung đánh lô bể thầu thì không nghe, đè đập cái đầu cái đuôi, chiều ra hai ba lô. Anh Nhân ơi, thua rồi, hỏi sao vậy? Trời ơi, anh kêu đánh lô mà em không có chơi lô, em không thích lô, em đập đầu đập đuôi không à. Ai ơi, anh cho số gì đâu mà ra lô không nha, sao trúng. Trời ơi, thiệt tình chứ. Người ta chơi số, người ta kiếm cái lô không ra mà cho bà, thì bà nói là bà bà đập đầu, bà đập đuôi không mà. Anh cứ cho ngày nào cũng cho lô của chân rồi làm sao em trúng được anh Nhân. Rồi, quý vị ơi, nghĩ là cho bà nữa không? Tại tôi cho bà 3-4 ngày trời, bữa nào cũng có lô của chân, bà bữa nào bà quýnh cũng đầu đuôi. Thiệt tình chứ. Ai ơi, số Zalo hôm nay, nói chung mà anh chị nào mà xác định ha, vô Zalo của tôi thì tôi viết làm sao quý vị tham khảo theo như vậy ha. Cái giống của quý vị còn nguyên luôn. Zalo một tuần lại ăn 5 ngày rồi. Như bữa nay con 82. Thành phố lụm lô, Cà Mau lụm lô, miền Bắc tối lụm lô, ngày đêm 3 lô, bữa trước thì ngày đêm 2 lô. Đó, bữa trước nữa thì ngày không quốc 3 lô. Đó, trời ơi thiệt tình chứ. Vậy ra mà mấy bà chơi sao mà tôi không hiểu nổi luôn. Anh chị nào xác định ha, anh chị tham khảo bao nhiêu tôi không biết, nhưng anh chị xác định mà nhà vào Zalo của tôi nghe không, tham khảo nếu mà chắc á, muốn trúng á thì quý vị đập vô lô á, thì hãy kết bạn rồi xin tôi tặng cho. Còn mà đè đầu đè đuôi xin siêu chủ đó quý vị, đừng có nhắn tin kết bạn với nhắn tin, tôi cũng không cho đâu. Mấy số đó cho đâu trúng đâu, cho trời ơi không có trúng đâu quý vị. Trời ơi, hiếm lắm, cũng có trúng chứ không có, nhưng mà ít lắm. Thì tôi thật tình có sao tôi nói như thế, xác định mình
có nhiều người người ta tham khảo, trời ơi kiếm cái lô cũng không ra, có nhiều người cho thì lại chê, thiệt tình chứ bể gì không biết nổi quý vị ơi. 9 người 10 ý, mà trong khi đó thì có rất là nhiều người tôi cho không có kịp đó. Rồi không linh ta linh tinh nữa, à tôi xin thỉnh hột gà lên, chạy 3 vòng hột gà, xin các vị thằng lên ở đây chạy vòng con 3 vòng hột gà, con số nào chạy đứng hột gà lên, à có lọc lớn xin lọc lớn, nhỏ xin lọc nhỏ, chạy xuống 0 xuống 1 xuống 2 xuống 3 ơi ơi xuống 3 đứng liền quý vị, à con lấy xuống 3 lên chạy tiếp số 4 số 5 trời ơi, à con chạy lên số 5 số 5 đứng lên đứng số 5 trời ơi ghê vậy, số 5 đứng liền quý vị. Những bộ số như thế này nha, ngày mai ít khi nào phản lắm, chạy đâu cho thoát. Rồi mấy anh chị tập trung nha, ai tin tưởng ông tài dương địa dương ở trong cái ngôi nhà này, tập trung ngày mai đó, cho gấp là lẹ, chưa gì hết trơn cho con số 3 và con số 5 rồi. Rồi mình để tôi chạy hết thì coi có lọc lớn không, không có lọc lớn thì mình lấy lọc nhỏ ha. À, quý vị tham khảo nên nhớ nha, con lọc lớn thì mình tham khảo lọc lớn, lót nhẹ lại cái lọc nhỏ để mình vớt lại ha. Số 6 con lọc lớn còn để trứng xuống đứng liền không kìa tài ơi. Số 8 trời ơi ghê hả, tới công chuyện chốt liền đó. Rồi nhân sẽ chốt cho quý vị cái lọc cái tài này, ngày mai quý vị tham khảo trên kênh Văn Trần TV nha. Rất là lẹ quý vị, quý vị thấy không, tôi dục không à chứ tôi không có giận, thảy xuống gì không, đứng liền luôn quý vị ghê, không có keo nữa quý vị. Trời ơi mấy bà coi tưởng tôi dán keo chết tôi luôn quá đó, thấy chưa. Thì đầu tiên tôi chạy đường số mấy quên luôn rồi, à con số 3, kế đó là số 5 quý vị, và kế đó là số 8, con 358 quý vị đó. Tôi sẽ lấy cho quý vị ha, cái lọc ngày mai quý vị tham khảo cái lọc nhỏ là con 518 đó ha. Siêu chủ tôi để ở đây ha, cầu may đó, cầu may, cầu may mắn đó chứ không phải ha, cầu may đi. Siêu chủ chủ yếu cái lọc nhỏ quý vị, đá đấm gì đó, 35 với con 58 đó, thấy không. Ngày mai quý vị tham khảo cho đầy, à, Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu đó, miền Trung, đêm thì có miền Bắc nha. Rồi ngày 22 tháng 11 năm 2022 đó, tính viết chữ lụm nữa mà hết chỗ viết rồi, à đấy trời ơi lụm, phải lụm mới được chứ, hai hai thiệt tình chứ. Rồi thì tôi để cái lọc ở đây luôn, để đây luôn, ngày mai nỗ lực gỡ lại mình hãy đập ra quý vị được không quý vị. Rồi ngày mai tất cả quý vị ha, ai tin tưởng cái bộ số này tại cung ông tài dương địa dương, tin tưởng cái tâm linh của tôi là, thì quý vị cái gì tập trung những con số của tôi xin, tìm mua những cái tờ quẻ số cầu may mắn, biết đâu ông bà ta linh thiêng quý vị, tết năm nay cho chúng đặc biệt luôn đó. Thì cũng có một số anh chị tham khảo số của tôi mà chúng đặc biệt rồi ha, à, có cuộc sống nói chung là có đồng ngăn để trang trải đó. Thì tôi làm nghề tôi làm hết cái tâm quý vị, quý vị cũng đã nhìn thấy rồi, uống vô 3 ly rượu tới công chuyện luôn, hài ơi bữa nay cái mặt tươi tươi hồng hào lại đó, tài lộc ngày mai cũng tươi tươi luôn được rồi mấy bà nè. Rồi anh chị nào chưa like, mỗi người cho em xin một like, ai chưa có đăng ký kênh nhớ bên góc tay phải màn hình điện thoại của quý vị có chữ đăng ký màu đỏ, tất cả quý vị bấm vào chữ màu đỏ đó để những video của tôi đăng lên sẽ thông báo về điện thoại cho quý vị, ai muốn xem thì xem, không xem lướt qua, hoàn toàn miễn phí. Tài lộc tâm linh nhân không có xúi dục ai, cũng không khuyến khích ai với hình thức gì, ai có lọc có tài thì tôi mừng cho, còn ai muốn tham khảo cái lọc cái tài thêm, không thích những con số trên kênh của tôi làm thì quý vị cứ vào Zalo của tôi tặng cho ha, xác định đọc lô lụm đó. Còn bây giờ xin chúc toàn thể anh chị em của bác ngày mai trên những cái kênh của tôi đi, những cái kênh của tôi xin ai cũng có lọc có tài. Xin chào và hẹn gặp lại.